Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7, ngày mùng 7 tháng 10 năm 2017 của 12 con giáp. Người tuổi Tỵ đón ngày thứ 7 có quý nhân Thái Dương tới nhà, chủ việc công danh sự nghiệp rạng rỡ, đi đâu cũng có người giúp sức và che chở. Quý nhân này rất có lợi cho năm mệnh, chủ về chức quyền, người lãnh đạo, người đứng đầu, nếu biết tận dụng thì vị thế của bạn sẽ thay đổi một cách tích cực. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi lịch ngày tốt nhé. Tử vi tuổi Tý. Tử vi thứ 7 của 12 con giáp báo rằng ngày có Tý Mão tương hình nên bản mệnh phải hết sức thận trọng, đề phòng tiểu nhân quấy rối, chơi xấu, đâm sau lưng. Trong công việc, cuộc sống không nên quá tin tưởng vào một ai khác, cần phải tự chủ, tự quyết định và nắm giữ mấu chốt các vấn đề để tránh tình huống bị động, bị hại, trở tay mà không kịp. Công việc của người tuổi Tý do gặp tiểu nhân nên có đôi chút không thuận lợi. Làm việc trục trặc ngáng trở mà không rõ nguyên nhân, bạn sẽ mất một khoảng thời gian trông chênh để rồi mới tìm ra được thủ phạm và có cách mà đối phó. Mất nhiều công sức nên kết quả đạt được không như ý, vẫn cần phải cố gắng nhiều hơn. Người tuổi Tý có đường tình cảm khá tốt nhờ có ngũ hành tương sinh, nhân duyên hài hòa, cơ duyên gặp được người tốt rất nhiều. Không chỉ tình yêu nở hoa mà quan hệ xã giao cũng rộng rãi, quen bạn tốt, được mọi người yêu mến và giúp đỡ, nên trong họa có phúc, gặp tiểu nhân nhưng cũng có quý nhân đỡ đần. Con số may mắn 3, 8, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Hợi. Tử vi tuổi Sửu. Tử vi hàng ngày cho biết, ngày lâm trường sinh nên bản mệnh có đường sự nghiệp hanh thông, công việc trôi chảy, thăng tiến phù phù. Với những người có ý định lập nghiệp, khai trương, mở cửa hàng cửa hiệu thì đây là dịp vô cùng tốt, là bước khởi đầu đáng mong chờ, có những thành quả đầu tiên làm bàn đạp cho các bước kế tiếp. Trong ngày có dịch mã, năng động và chủ động sẽ giúp cho bạn gặt hái được nguồn tài chính dồi dào. Làm các công việc liên quan tới du lịch, xuất nhập khẩu, thương mại là tốt nhất, nhưng không những tài lộc khả quan mà công việc cũng được nâng đỡ, phát triển mở rộng và hứa hẹn sẽ có nhiều cơ hội lớn hơn. Điểm đáng lưu ý nhất của bản mệnh trong ngày là sức khỏe, thân thể không tốt do ngũ hành tương khắc, dạ dày đau và hoạt động không hiệu quả. Người tuổi Sửu nên hạn chế các bữa ăn ngoài hàng, ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ, quá cay nóng. Hãy ăn thật thanh đạm, có thể ăn chay thì càng tốt, sinh hoạt điều độ và tập thể dục nhiều hơn. Con số may mắn 1, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, vàng, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Ngọ. Tử vi tuổi Dần. Tử vi ngày 7 tháng 10 năm 2017 của người tuổi Dần, cặp tam mội cục mang tới không khí mới mẻ để sức sống. Bạn hăng hái, phấn chấn, tinh thần cởi mở và sẵn sàng học hỏi, theo đuổi những điều lạ lẫm, thế nên muốn học hoặc là làm một ngành nghề còn ít người biết tới, có tính chất mạo hiểm thì cũng rất khả quan, đừng lo lắng. Bản mệnh thích thú với những công việc nên hành động nhanh, chăm chỉ và có cố gắng theo đuổi đam mê, sở thích còn mới nên khá vất vả, không có nhiều kinh nghiệm, lại vấp phải sự phản đối từ gia đình, thậm chí là cả xã hội. Thử thách này khiến cho bạn mệt mỏi, nhưng đồng thời cũng khiến cho tuổi Dần tích lũy thêm kiến thức, kỹ năng cho mình. Có thiên tài trợ giúp, tình hình tài chính không tệ, bạn có thể kiếm thêm từ công việc đầu tư hoặc là được người khác trợ giúp, giúp sức. Tuy rằng khoản này không nhiều nhưng trang trải cuộc sống giúp cho bạn tiếp tục đi theo con đường mình đã chọn. Chính tài không mạnh, cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý để không thiếu hụt vào cuối tháng. Con số may mắn 3, 9, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Ngọ. Tử vi tuổi Mão. Xem tử vi thấy sức khỏe của người tuổi Mão vốn không tốt, nay lại gặp tự hình. Mộc khí thịnh vượng nên người suy yếu, dễ mệt mỏi và gan hoạt động kém hiệu quả. Người này tính cách nhu nhược, không quyết đoán nên khi gặp vấn đề thường suy nghĩ rất nhiều, gây áp lực lớn cho bản thân, đồng thời sinh hoạt không điều độ nên ngũ tạng không được khỏe. Nếu giữ được thể lực, người tuổi Mão sẽ có cơ hội nhờ thiên quan giúp đỡ để phát triển về công việc, tăng tiến về sự nghiệp. Quý nhân này mạnh mẽ, quyết đoán, dám nghĩ dám làm nên sẽ giúp đẩy bản mệnh cố gắng hơn, dìu dắt bạn đi đúng hướng, đưa ra quyết định chuẩn xác, nắm bắt thời cơ nhanh gọn. Tình cảm của bản mệnh khá tốt, tuy rằng các mối quan hệ bị ảnh hưởng do tâm tính không tích cực nhưng nhìn chung thì vẫn ổn. Người có gia đình được nhường nhịn, bảo ban và an ủi nhiều nên đỡ tủi thân. Người độc thân có người sẻ chia, dẫu chưa thoát khỏi kiếp ế nhưng vẫn vui và thoải mái, gặp được nhiều đối tượng khả quan. Con số may mắn 2, 9. Giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh lá, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Mùi. Tử vi tuổi Thìn. Theo tử vi phương Đông của 12 con giáp, người tuổi Thìn gặp ngày Mão Thìn tương hại, người nhỏ tuổi hơn vô lễ, không tuân thủ phép tắc khiến cho bản mệnh buồn phiền, khó chịu,
giờ có thể bạn sẽ tranh chấp, cãi vã với người đó, chuộc thêm phiền phức, rắc rối vào mình. Khuyên bản mệnh hãy bình tĩnh, nhẹ nhàng, rộng lượng, không quá tính toán chấp vặt để khỏi mệt. Dịch mã chủ về di chuyển, năng động, nhanh nhẹn. Nếu có cơ hội đi công tác, trao đổi giao lưu học tập thì nên đi, bởi càng đi xa thì càng thăng tiến nhanh. Tài lộc dồi dào, có lợi cho sự nghiệp. Nếu chậm chạp và lười biếng và ngại khó ngại khổ thì bạn sẽ đánh mất dịp thể hiện năng lực và định bị đánh giá thấp, công việc lận đận, không thể phát triển được. Sức khỏe của người tuổi Thìn không tốt lắm do ngũ hành tương xung, tuy chỉ có cảm mạo, bệnh nhẹ nhưng không nên chủ quan. Các triệu chứng phản ứng của cơ thể khiến cho bạn mệt mỏi, kém ăn kém ngủ và ảnh hưởng tới hiệu suất của công việc. Nên nghỉ ngơi một thời gian, chăm lo cho mình, hồi phục đầy đủ rồi hãng tiếp tục làm việc. Con số may mắn 0, 5, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, vàng, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Tý. Tử vi tuổi Tỵ, người tuổi Tỵ đón ngày thứ 7 có quý nhân Thái Dương tới nhà, chủ về công danh, sự nghiệp rạng rỡ. Đi tới đâu cũng có người giúp sức và che chở, quý nhân này rất có lợi cho nam mệnh, chủ về chức quyền, người lãnh đạo, người đứng đầu. Nếu biết tận dụng thì vị thế của bạn sẽ thay đổi một cách tích cực. Tình hình tài chính của bạn khá đáng ngại khi mà đại hao kéo tới, gây thất thoát một khoản không nhỏ. Không phải bản mệnh không kiếm được tiền, nhưng kiếm bao nhiêu, tiêu bấy nhiêu, thậm chí còn chi tiêu nhiều hơn thu nên xảy ra tình trạng thiếu hụt. Nhưng chuyện khá bất ngờ ập đến lại toàn là chuyện lớn nên tiền bạc rất eo hẹp. Được ngày ngũ hành tương sinh nên sức khỏe của bản mệnh khá tốt, ý chí tinh thần vững mạnh dù bận rộn bôn ba nhưng không bị kiệt sức. Nền tảng thể lực là chỗ dựa đáng tin cậy cho tuổi Tỵ khi gặp khó khăn, nhưng cũng đừng quá lạm dụng, thường xuyên nghỉ ngơi, bồi dưỡng và rèn luyện để giữ gìn. Con số may mắn 4, 7, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường tím, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Ngọ, tử vi hôm nay của người tuổi Ngọ, hôm nay bạn sẽ có va chạm với người nhà, đôi bên bất đồng quan điểm dẫn tới xung đột không đáng có. Nguyệt hình báo hiệu rằng bản mệnh có thái độ tiêu cực, bất hợp tác, không bình tĩnh nên đẩy sự việc đi quá xa, dẫn tới càng ngày càng căng thẳng, rạn nứt mối quan hệ gia đình. Công việc của người tuổi Ngọ không có nhiều khởi sắc do tâm tình phiền muộn, nghĩ ngợi quá nhiều, dồn nén trong lòng nên thiếu tập trung. Như vậy, từ một chuyện đáng lẽ không nên có thì lại dẫn tới hậu quả đáng buồn. Bạn cần phải suy nghĩ kỹ về khuyết điểm của bản thân và tìm cách khắc phục, không nên kéo dài quá lâu, sẽ khó mà cứu vãn. Thực ra sự nghiệp không quan trọng như bạn nghĩ đâu, có thiên đức quý nhân từ đứng bên mà bạn hãy chỉ cần bình tĩnh, lạc quan và nghĩ thoáng ra mọi thứ sẽ tốt lên. Chủ động làm lành, nói năng hài hòa và tốt nhất phải có sự rộng lượng thì bản mệnh sẽ bớt đi nỗi buồn. Có thời gian dồn vào công việc để bù lắp lại những thiếu sót trong ngày hôm nay. Con số may mắn 2, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, tím, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Hợi, Dần. Tử vi tuổi Mùi, tử vi thứ 7 cho biết người tuổi Mùi gặp tam hợp vượng duyên, đường tình cảm nở hoa mang tới cho bản mệnh rất nhiều cảm xúc tích cực. Đặc biệt, quan hệ với người khác phải tốt, không chỉ giúp cho bản mệnh hạnh phúc hơn, có tình yêu mà còn nâng đỡ công việc, trợ giúp trong cuộc sống nên bạn cảm thấy phấn chấn và dễ chịu hơn. Người tuổi Mùi biết tận dụng quý nhân sẽ gánh vác vỡ được đần sự nghiệp, không mất công mất sức mà vẫn đạt được thành tựu như ý. Tuy nhiên, nhắc nhở không nên dựa vào người khác quá nhiều mà quên mất việc phải tự cố gắng. Tự trau dồi để cho bản thân có thể đảm đương được công tác. Đó mới chính là con đường lâu dài, bền vững và chủ động nhất. Ngoài ra, đào hoa quá vượng là không làm chủ được bản thân mình sẽ gây hậu quả đáng tiếc, điều tiếng không hay, ảnh hưởng tới chính mình và người đó. Đặc biệt, người đã có gia đình thì càng phải thận trọng, giữ gìn hạnh phúc, chỉ có một phút nông nổi có thể sẽ đánh mất tất cả. Con số may mắn 0, 6, giờ tốt 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, nâu, cà phê, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dậu. Tử vi tuổi Thân, xem bói tử vi của người tuổi Thân gặp kiếp tài, cẩn thận túi tiền của mình. Bạn có thể gặp phải trộm cướp, mất mát tài sản, đặc biệt là những người làm trong lĩnh vực tài chính, cần phải có kiểm tra thật kỹ sổ sách và từng hoạt động, kẻo thất thoát mà không hay. Tới lúc phát hiện ra thì con số quá lớn, không thể khống chế được. Người tuổi Thân trong công việc cần phải tập trung cao độ, có ý chí và sự nỗ lực nhiều hơn bởi bạn bị ngáng trở. Thương quan mạnh mẽ gây khó dễ trong tất cả mọi việc nên bạn sẽ không dễ dàng gì mà đạt được mục tiêu. Ngoài ra không nên buôn chuyện linh tinh, kêu khích họa thị phi, cái miệng để làm hại cái thân. Điểm sáng trong vận trình của bản mệnh là sự giúp đỡ của gia đình, người thân.
Tuy không trực tiếp nhưng họ gián tiếp tác động, động viên hoặc đưa ra lời khuyên chuẩn xác giúp cho tuổi Thân vững vàng hơn, có quyết định sáng suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tiến bước trên con đường phát triển sự nghiệp. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, xám, ánh kim, quý nhân phù trợ như tuổi Tý, Tỵ. Tử vi tuổi Dậu. Tử vi ngày 7 tháng 10 năm 2017 của người tuổi Dậu cặp Mão Dậu tương xung, làm gì cũng không thuận lợi, vận rủi đeo bám, liên tiếp có chuyện không hay tìm đến nên bạn vừa khó chịu vừa tủi thân. Làm việc cố gắng nhưng thành quả chẳng đáng là bao, rất muốn nản chí và thoái lui. Bạn nên cầu quý nhân thiên ân trời ban, tự mình cầu phúc, tiếp tục nỗ lực và chăm chỉ làm việc để có thể có phúc báo. Xui xẻo rồi sẽ qua đi, giữ vững tâm thế, chuẩn bị sẵn sàng. Đừng vì một chút khó khăn trước mắt mà buông xuôi tất cả mọi thứ mình đã cố gắng để gây dựng bấy lâu. Ngày Bạch Cẩu nên bản mệnh khá có sức sống, mạnh mẽ, can đảm, thể chất tốt, nên song tránh ao hồ, sông nước để đề phòng tai nạn bất ngờ. Hơn nữa, Bạch Cẩu sợ kim loại, sử dụng dao, kéo vật nhọn, mảnh kính thì nên cẩn thận, không nên đi xa kẻo tai nạn ập xuống. Con số may mắn 7, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thìn, Tỵ. Tử vi tuổi Tuất. Người tuổi Tuất đón một ngày thứ bảy vui vẻ và nhiều sức sống, bạn khá ung dung tận hưởng ngày cuối tuần vì vận trình không đáng ngại. Không có quý nhân, tự mình phấn đấu nhưng cũng chẳng có hung hiểm gì nên cứ bình tĩnh, bình thường, làm việc đều đặn, sinh hoạt điều độ là ổn rồi. Ngày có dịch mã chủ về đi xa, tuy rằng đây không phải là cơ hội kiếm tiền của bạn, nhưng có thể tận dụng nó để đi du lịch, thăm hỏi họ hàng. Hứa hẹn sẽ là một chuyến đi mang tới nhiều trải nghiệm, niềm vui và để lại ấn tượng tốt. Hành trình thuận lợi, suôn sẻ, đi tới nơi, về tới chốn, không có hung tai. Điểm đáng ngại là sức khỏe của tuổi Tuất do ngũ hành tương xung nên dễ bị trúng gió, nhiễm bệnh theo mùa. Vì vậy hãy chuẩn bị thật chu đáo khi ra ngoài, mang theo áo gió mỏng, áo mưa, mũ nón thật đầy đủ. Ngoài ra không nên lui tới những nơi có không khí ô nhiễm, những nơi có nhiều dịch bệnh. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tý, Dần. Tử vi tuổi Hợi. Khác với tử vi ngày 6 tháng 10 năm 2017, hôm nay người tuổi Hợi gặp tam hợp vượng danh, có thể tiến tới phát triển được quan lộc, tranh đua chức vụ, chiếm quyền thế và vươn lên lãnh đạo. Bản mệnh mạnh mẽ, có ưu thế và hơn hết là gặp may mắn nên cơ hội thành công cao hơn hẳn mọi người. Càng lên cao thì trách nhiệm càng nặng nề, áp lực càng lớn và điều tiếng cũng nhiều hơn, nên bản mệnh cần phải thận trọng. Ngoài nỗ lực làm việc, hài hòa quan hệ đồng nghiệp, người tuổi Hợi cần phải nâng cao phẩm chất đạo đức, trau dồi kiến thức kỹ năng của bản thân mình để người khác không tìm được cớ mà bới móc gây sự. Chuyện tình cảm có người thứ ba chia rẽ, bạn nên bình tĩnh, xem xét lại bản thân và các mối quan hệ của mình trước khi đổ lỗi cho một ai khác. Bận rộn đến mấy cũng đừng quên quan tâm tới người yêu của mình, tránh tình trạng lạnh nhạt mà xa cách, tạo điều kiện cho kẻ khác xen vào. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Dậu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.